Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Sau một khoảng thời gian dài nghỉ 3 tuần thì One Piece đã chính thức trở lại và chương 1112 tuần trước đã đóng vai trò như một sự chuẩn bị tuyệt vời cho phần cuối của sự kiện trên đảo Egghead. Chúng ta đều vô cùng phấn khích và muốn xem câu chuyện bây giờ sẽ đi theo hướng thế nào kể từ khi Ngũ Lão Tinh bất ngờ xuất hiện đúng lúc mà ba người thằng Mu Rơm đang chuẩn bị trốn thoát khỏi hòn đảo địa ngục này. Nếu băng Mu Rơm mà thành công trốn thoát khỏi hòn đảo thì sẽ tiếp tục gây ra một thất bại nặng nề cho chính phủ. Chính vì vậy, chương 1113 sẽ cực kỳ hấp dẫn và người hâm mộ hoàn toàn nóng lòng muốn xem những diễn biến chính sẽ diễn ra ở trong phân đoạn này của câu chuyện. Hôm nay, mình đã có được những thông tin mới về spoil của chương 1113 mới nhất, đã cung cấp cho chúng ta những thông tin quan trọng về thông điệp mà tiến sĩ Vegapunk muốn truyền tải đến thế giới. Thời gian Vegapunk chuẩn bị mọi thứ đã không còn nhiều nữa, bản thân Ngũ Lão Tinh đang làm mọi cách để cố gắng ngăn chặn thông điệp này nhưng chưa thành công. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong chương này? Hãy cùng mình đến với thông tin về tiết lộ chương 1113 mới nhất nhé! Dựa trên những thông tin ban đầu xuất hiện trên mạng xã hội thì chương này có thể nói là khá căng thẳng. Chương tự mở đầu bằng phần nối tiếp sự kiện ở cuối chương 1112 khi mà Thánh Maws dường như đã đi vào một căn phòng tối và có một tiếng động. Maws bị sốc sau khi nhìn thấy trước kích thước khổng lồ của bộ não Vegapunk trong một bể nước lớn. Maws cũng đã phá hủy đê đen Mushi đặc biệt được cho là nguồn phát sóng của Vegapunk. Tuy nhiên thì việc phát sóng vẫn không dừng lại và hóa ra chỉ là giả. Sau đó thì khoảnh khắc chuyển sang phần còn lại của thế giới, nơi chúng ta có thể thấy mọi người từ khắp nơi trên thế giới phản ứng như thế nào trước thông điệp quan trọng của Vegapunk muốn truyền tải. Thời gian đếm ngược sắp hết và mọi người trên khắp thế giới đang nín thở, đón chờ thông điệp của tiến sĩ. Sau đó, thời gian đếm ngược kết thúc và tin nhắn của Vegapunk bắt đầu. Bản thân Ngũ Lão Tinh cũng không biết Vegapunk sẽ nói điều gì trên toàn thế giới. Sau đó, chuyện lại chuyển cảnh về một nơi khác, nơi mà Sanji đang chiến đấu với Nuzuro. Sanji đến nơi Nuzuro đang ở và tấn công ông ta. Mặc dù không phải bằng một cú đá đặc biệt hay kỹ thuật đặc trưng của anh ta, tuy nhiên, cũng giống như những gì đã xảy ra với Shaten, rất có thể đòn tấn công của Sanji không ảnh hưởng gì đến Nuzuro cả. Sau đó chúng ta thấy một đoạn hồi tưởng ngắn gọn về Vegapunk, ông ta đã thừa nhận rằng trong suốt cuộc đời của mình, ông ta đã làm những điều xấu xa. Vì điều này, Vegapunk cảm thấy mình đáng phải chết vì những gì mình đã làm trước đây. Đó là lý do tại sao Vegapunk chuẩn bị thông điệp để nó tự động bắt đầu khi ông ta chết. Lão Tinh Shaten sau đó tìm cách đi đến chỗ nhóm của Usopp, và khoảnh khắc đó, Robin có vẻ rất xúc động. Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy đã nhận ra hình dáng của Ngũ Lão Tinh Shaten trong sự kiện Ohara 20 năm trước và cô ta vẫn nhớ giọng nói của ông ta. Usopp, Nami, Brook và Chopper đứng ra chặn Shaten lại để bảo vệ Robin. Ở cuối chương, chúng ta bắt đầu thấy Vegapunk đang muốn truyền tải thông điệp và thông điệp quan trọng là thế giới đang trên bờ vực diệt vong. Ông nói rằng thế giới này rồi sẽ chìm xuống biển. Rất tiếc là tuần sau, Chap 1114 sẽ không được ra mắt như dự kiến. Manga One Piece và những manga khác sẽ bị gián đoạn trong một tuần do tuần lễ vàng. Trong những thông tin mới này thì có hai điều thú vị về chương này là kích thước bộ não của Vegapunk và nội dung thông điệp mà ông ta truyền tải. Trong những video trước, mình đã có thảo luận rằng bộ não của Vegapunk có thể rất lớn, đó là nhờ những thông tin, kiến thức mà Vegapunk đã tiếp thu và ghi nhớ hàng chục năm qua. Trên thực tế, toàn bộ Punk Record có thể là một phần bộ não ông ấy. Và ở chương này, người ta cuối cùng đã xác nhận rằng bộ não của Vegapunk rất đồ sộ. Sau đó, Vegapunk cho rằng thế giới có nguy cơ chìm xuống. Hiện giờ thì vẫn chưa biết điều Vegapunk nói có nghĩa là gì. Tuy nhiên, có thể chính phủ đang có ý định hủy diệt toàn bộ thế giới rồi xây dựng lại toàn bộ. Các bạn hãy cùng chờ xem phần tiếp theo của câu chuyện ở phần tiết lộ bản full về chương 1113 rồi cùng phân tích kỹ sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.